Em xin chào các bác nhá. Em bên shop Hoàng Nhật 87 Láng Hạ Hà Nội đây ạ. Hôm nay em lại xin lên một mẫu sản phẩm. Ngày đầu năm mấy ngày này nó mưa khá là nhiều, em lại lên một mẫu sản phẩm máy giặt Panasonic. Con này là hàng lướt nhé các bác. Hàng đấu giá đời khá là cao và dung khối lượng giặt cũng khá là lớn. Con này nó là máy giặt 11 cân, đã có đầy đủ cả Ecolavi, Nano và khử khuẩn. Con này là Panasonic, model là NA-VX8007. Con này là đầy sản xuất 2017 nha các bác, 8007 là sản xuất 2017. Con này nó là màn hình LED lớn này, có nhiệt độ nước nóng từ 15 đến 60 độ C, có các chức năng như là giặt khử khuẩn ở mức độ là 60 độ C và giặt chăn, giặt đồ len, áo dạ, áo da, áo lông vũ. Thì màn hình LED nó là các phím là phím điều khiển hoàn toàn bằng phím điều khiển điện tử. Nên là các bác không lo là trời ở Việt Nam mình là làm hỏng mặt phím điều khiển nhá. Và thứ hai nữa là con này là hàng mới về, em chưa kịp vệ sinh cho các bác xem đây. Đây, hàng vẫn như em nói là chưa vệ sinh nhá. Đấy, em nhập thế nào thì em thấy nó đẹp quá nên em quay luôn cho các bác xem. Đấy. Con này là model là 8007. Sản xuất 2017 và giặt 11 cân và sấy 7 cân. Đây, spin denling là giặt đập 3D đây. Đây, còn đây thì có tất cả cho các bác này. Đây cấp nước và hút nước ở nhật này, đồ này ui lồng đẹp long lanh luôn. Con này mà vệ sinh nữa thì các bác miễn chê đi ạ. Đây, răng riếc vẫn còn bẩn đây, em chưa lau đây, răng riếc vẫn bẩn này. Quay thực tế luôn một con hàng mới về mà hàng đấu giá mà đời cao và đẹp như này cho các bác xem luôn, hông sườn này đẹp luôn này. Đấy, các bác nào mà đang có nhu cầu mà tìm một em máy giặt dùng cho gia đình, con này máy lớn dùng cho gia đình từ 7-8 người thì alo trực tiếp cho em hoặc là qua trực tiếp tại shop Hoàng Nhật 87 Láng Hạ xem hàng ạ. Đấy, đấy, đẹp luôn này. Các bác đọc nó model là VX8007 này, đây sản xuất 2017 ấy. Không sườn đẹp. Em quay chi tiết này, các bác ở xa thì các bác cứ yên tâm nhé. Thì hàng thì em đã hàng về trước khi giao cho khách thì bao giờ em cũng phải test qua này, giặt sấy ngon lành này, thứ hai là phải vệ sinh đầy đủ cho khi là bọn em bán, bọn em còn bảo hành 15 tháng. Các bác yên tâm về sử dụng về hàng, vì lỗi bên em đổi mới trong vòng 3 tháng đầu, bao test trong vòng 3 tháng á. Con này bên em đang bán giá là 31.500.000. Các bác nào có nhu cầu thì alo trực tiếp cho em ạ. Thì con này nó là hàng dùng ít, khá là đẹp. Thì các bác nào nhanh tay để thì gọi cho em hoặc là inbox qua Zalo cho em qua số điện thoại là 0937445330. Thì bên em bán bảo hành 15 tháng miễn phí trong vòng 100 cây. 31.500.000 là bao gồm cả đổi nguồn và lắp đặt đấy các bác, trong vòng 100 cây ạ. Không phát sinh thêm phí. Thì con này giặt 11 cân. Các bác con này 11 cân thì các bác có thể giặt được cả các cái chăn nhé, chăn nhỏ mà không cần phải mang ra quán, các bác giặt được thoải mái và khối lượng giặt khá là lớn. Em ở tại địa chỉ là số nhà 68C ngõ 87 Láng Hạ Hà Nội. Các bác nào có nhu cầu thì alo trực tiếp hoặc là qua xem. Thì bên em bán bảo hành 15 tháng và model VX8007 này em bán là 31.500.000. Các bác nào mà xem video em thấy hay thì cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để theo dõi em tất cả các sản phẩm bên em. Bên em có nồi cơm này, máy ép chậm, tủ lạnh, điều hòa đây. Thì em sẽ lên từng sản phẩm một cho các bác xem, có nhu cầu thì alo cho em. Em xin phép kết thúc video tại đây ạ. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau ạ.